Công trình hơn 120 năm tuổi này, sau bao nhiêu bào mòn của thời gian và sóng biển, đến ngày hôm nay thì nó vẫn đứng vững, vẫn là điểm tựa của bà con ngư dân và soi sáng cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Mạnh Hiệp ơi, tầm chiếu sáng của nó thì dương xa khoảng bao nhiêu anh ạ? Tầm hiệu lực của nó thì là 41 hải lý, còn mà tầm chiếu sáng vào ban đêm thì nó 26,7 hải lý. Hơn trăm năm qua, để nguồn năng lượng của những ngày nắng đủ thắp sáng trong những đêm dài, đã có biết bao thế hệ, biết bao con người dành cả tuổi thanh xuân của mình ở lại đây canh giữ đèn biển. Họ chấp nhận làm công việc được gọi là phép cộng của nỗi cô đơn và sự gian khổ. Nói chung là buồn, cô đơn rồi mà bỏ lại vợ con, mẹ già. Dạ. Nhưng mà sự nói chung là phải quyết tâm là yêu ngành yêu nghề thì nó mới bám vững, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ anh ha. Không phải dễ để người trẻ gắn bó với một công việc không quân hàm, nhưng với các anh thì khác, vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo phương châm còn người còn đảo, trái tim còn đập là còn ánh sáng.